Và thưa quý vị, trước ảnh hưởng của bão số 3, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lực lượng xuống các địa bàn phối hợp cùng chính quyền địa phương giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Nhằm chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, tổ chức theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, tổ chức lực lượng thường trực 100% quân số để ứng phó với diễn biến tình hình mưa bão. Các đồn biên phòng đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền cho hơn 100 hộ, 350 nhân khẩu gia đình có nguy cơ bị sạt lở, không chủ quan trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, tổ chức cho hơn 150 lượt cán bộ chiến sĩ giúp 18 hộ gia đình di dời tài sản gồm tivi, tủ lạnh, thóc lúa đến nơi an toàn, giúp hơn 35 hộ dân chẳng níu nhà cửa phòng chống mưa bão, khắc phục di dời 5 điểm cây đổ ảnh hưởng đến giao thông, bố trí lực lượng phối hợp canh gác tại các điểm nguy hiểm có nguy cơ sạt lở không cho nhân dân đi lại.